làm chị này, chỉ một màu mà ngỏ đi mà là không chỉ ba màu này. Mà ta thằng dụng mà cái này thì con dừa trong dừa là không thì mà làm dụng mà con dừa với con dừa nhiều hơn. Bao nhiêu khổ đau trong buồn à, có trứng không? Và bởi vô em 50 cái. 50 ấp nữa đúng không? Để ra đây có những cái tốc độ đại này nè. Để tốc độ đại ngay mà 6, 7, 8 trứng á. Thì dùng 50 thì được. Còn đại ngay 3 là dùng 50 vô để hậu đổ lên. Chờ lâu là không... là chỉ vô là 2-3 mũi. Ờ, cái thằng nó đầu hoi đây. Đừng đau lâu lắm nữa. Đẹp sổ của tay ho. Yếu lắm. Mà miệng thì tỉnh tỉnh bên trong. À, thông minh nha. Ờ. Chưa có cái thông minh. Con mình dạng thằng lan kêu ổn nhá, mọi người con mình dạng lan kêu ổn đi. Làm gì làm nhà nhiều đấy. Chuyện đi anh đã muốn bất động sản.
nè. Chuyện này anh buông bất động sản. Buông là buông trái rồi. Bán thân hại chứ, cái này là lâm lại thôi. Cái này bớt 100. Như là mắng mà huyện láo. À, thời gian chờ tí không có gì để canh nó được sửa lại. Từ khi tôi muốn bước đi thật xa, kể không chiều luôn với em nếp tìm không ai đón thương đêm nghe xót xa
những việc mà thiếu cho mẹ như vậy. Ông nói là ta nắm chỉ như chỉ như chưa thôi nha. Nào, chú có cũng mắt mình chưa có. Ngôi liền có ảnh hưởng gì trong nữa không? Được không? À. Ảnh hưởng hết. Đi mà làm. Đúng rồi. Mất tới hoài cô rừng cô bẹt chưa? Thì có. Có. Điều hàng ít. Ít à? Dạ. Cô tao ơi. Chưa để trì nè, mình đi. Không, bắt thuộc bằng hết rồi, ít lại rồi. Thì đi thuộc thuộc chi? Dạ, là con mua thuộc mua rồi. Ủa chàng rừng lại có mạng giọng như tổng dễ lên. Cô ta sẽ nói thì đại thời gian. Khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Bỏ đi thật xa mang tiệc cả.
phê. Cà phê, thuốc lá. Thuốc lá, cà phê. Chiều nhậu. Tôi đi ngủ. Ok. Có cả đau kế nữa. Dài lắm còn những cái chuyện mà được chiều bố anh đi đánh hồng sản hơn ngược lại hết té ra hồng lấy sản không vô á cái rang bị khỏi mái vàng thẳng này thẳng nhất là còn mái vàng Yeah.
cửa tôi mở thôi, cửa bóng sắc qua và mở cho tôi mở cửa toán ra. Nhiều khi là mệt như nè. Chúng ta họ nói là mình kháng trọng, mình chết. Đang ở phía xa, của hồn chứ. Nghe tên con à, cái ông sáu nữa là ông mà tuổi ni là vốn là chỗ gia trưởng thôn là bác công chó, và mãi lại là mấy người chọc ôi gia trời ơi, vốn là gia công an bác chó trưởng thôn á, có họ chọc vào gia công an bác chó, mãi lại cái ông cầu sáu nữa, cầu sáu nữa là cô ở trong tiệc này đấy, mà cô ở trong chỗ bác sĩ ông sĩ đó, ở của xóm có chó này mái là hả, ví dụ mà vô ông cho ông chó túi rồi á, vô ông bắt mà tôi rình hẳn mà bắt cái tôi đánh cái kèn bơ cả xóm là mình dạy đã bắt thằng bắt chó nữa, bơ thiệt là tụi nó vô ăn trộm chó, bơ ông trộm chó ông lại cái nắp sóng lại càng càng hai nắp lại một đó, mang cái lô để cái lô để cái lô nó cầu á, ôi chết ơi, để ăn trộm chó mình rồi mà mình lá ăn trộm chó, ăn trộm chó với làng xóm đậm kẹn cái lô đi không có số lâu rồi mà chỉ đây mà sao mà thằng nào về đó đi nè, xóm đi đi nó xa lắm. Khi mong đi bán là kéo lại bên là đặt con kia này, khi mong đi bán thì nó chưa đi đi ra sao vậy, chứ không có đi chơi đi vậy đi ra nghe chưa, đi không được mà nó hiểu đi nào, dạ. Tại bạn đi rửa không té, tôi nhận tại con ngay mất. Chú bây giờ đã mình bảo ông chú mình về chăm sóc đỡ rồi,
về đến cũng được thời điểm á. Dạ. Ờ, có còn mấy tháng nữa rồi, không còn đi nữa. Xả mỗi tôi sụt sinh, chuẩn cưới của tôi là tôi đồ được đẹp này. Dần này, và dần như một đẹp. Con đó, cũng vui là một tội, vui là đi việc lắm. Tôi trồn tôi đừng bỡ mát mát tôi lắm. Dạ. Nhưng mà tôi làm anh một con đi đâu đó, mình chỉ ngồi cái hàng tay mình đi. Cái con chó của ông bà Hà ở gần nó xóm có rồi. Thấy hẳn là mê ngứa lắm. Mê nổi chứ ga, mê ăn cơm mê nuốt xuống rồi. Nó lỗ tai là đeo hai lỗ tai là hai cục mà có một con này to giống hột bắp rửa. Dạ, con nó cái mấy cái ngon trứng á. Nó dễ sơ lắm. Dạ. Nó mấy ngon trứng là hột mà hột này dưới hột bắp mà. Món mà có hết. Cái kè nó bắt được rồi đi nè. Dạ. Nêm con sú hả? Ừ, thổ trời ơi, rề như vậy. Ôi ta lấy gì ba răng. Tôi bỏ ra, là chứ không ngủ được hết. Dạ. Đi bố ta dậy á. Đi bỏ cho cái lông cha để mà ta tính á. Dạ. Cái hàng đéo nó xế nó bị hàng đéo nó chân bị đang bo bó nó đang đéo nó chân dâu bo lấy như thế nữa. Dạ. Đời dạ bỏ nó kể cái chính nó bỏ giữa con lại ù ù phải khi mà phạt giả cá đi ô việc như cái này nó đặt nó 20 tiếng là lý nào dạ có một mụn đôi nó có một mụn cũng được.
chưa có đâu. Chị bảo ra chứ. Lại ông thì hãy nói. Tôi biết hết rồi. Chị bảo thằng tới. Dân cái hàng đang dỗ này cái kẻ. Họ bảo ra cái gì. Nhưng dỗ ra cái hàng quẻ. Không nhờ. Chị sẽ mong chơi chị hàng con. Chị bảo kẹo ra kẹo về kẹo. Dương ra mà. Rung rợn gì? Rung rợn thế nào? Đi việc mình tính không cho đừng đi không được không được thẳng đi nè. Bởi vì có người gặp hẳn luôn. Mà ai còn một cái hồi với một đúng cao á là khi mà để cho đặng Văn La mà đưa đặng Văn La mà người mà cũng gọi Văn La á nó chưa đưa ta như gọi Văn La
Thì có. Trên có không phải là lông gà mà họ đi tiêm. Nên nay chưa phải nắng thì họ đi tiêm thôi. Ví dụ là có một nơi nắng chụp đó họ cứ biết ngay cái thả áo chết là nó lại vô lông gà mấy đó họ tỉnh có lông gà đi tiêm đó hẹp cứ đi cương về cái khác chỉ ăn khoảng mấy nắng thôi cái lông gà á nó kiểu ổng hồi nở kiểu ổng thích theo cứ tới mù kìa cũng ra ý kiến rồi bây giờ mới đồng ý cái lỗi nữa là gọt gọt nắm trắm à tôi nắm trắm hả tôi nắm trắm hay nắm ngang luôn tôi nắm trắm cái gì chắc nắm tôi nắm trắm nó đỏ rồi đó có một cái đạm này là 20 ngàn đạm mất á không đây đạm mất cũng bỏ đi rửa ba đi đi điệu ai đi điệu là thì hội kế bác đi thì hồi hướng là hướng không biết tiếng hạ chạy ra không biết có cái người giữ cái này chạy tới nơi có người học lại và có người đi nhập ra cái tiền là tên còn hồi hướng không biết gọi mấy cái người quên thôi con gặp nó vào là ông có đây theo là đi vợ chứ dạ vợ chứ ông chạy về ở chỗ ông gì dù về chua ngã sáu đi mà đi ra thế ở chỗ ông ngáy vợ đó đó cái con dao ông ra dính ở đâu ý ngoại chi ngoại gì dù ngoại chi đây gặp tiền, nhưng khi tiền đối với nhiều người á, nó có tính năng nhiều người không có, cái nắng nắng bắt đỏ nó trở nên theo đi cái thời chứ, không có, không phải đi, không bị, cứ tiêu gọi công cao đi, cái ví dụ mà từ nào nó ba lon, từ nào nó hai lon được, tiêu gọi tiền sẽ đủ đó. Người có cái không mệt đang bị lâu rồi đang nổ rồi là rồi con người lớn mà nó quá dữ cái nóng gần về từ khi nó chụp đi rồi từ xã mà nó đi vậy cái kia một cái kia rồi người hiểu ai vô thì có cái chân là đi mà ai không vô ra sao đi bất cũng có cái chân là đi đó họ vô thì không có đi vậy đó tôi phải ai cũng được quên rồi đừng biết cũng gặp như những cái vô rồi họ có gì gì đó ở trên 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 đường cái chỗ quán đấy nghỉ à không mà nghỉ thì cầu tí mà cận hả? Chị cũng giấu rồi. Chị cực thì mày sang không tay luôn mà chị không giải cho mấy. Dạ. Chị là không giỏi lắm. Sống sao bắt tim hồn. Mình sống cha sẵn. Hôm nay đi cha đi rồi. Cái lên nó lột vỏ máu cho đẹp. Cái đẹp lột hơn. Sẵn. Đỏ. Dạ.
xin đi vợ đó. Không chí đâu. Bây giờ kiểu sẽ cưới mất đúa thế. Dạ. Cục đảo rồi. Cái kiểu chí nữa không có cù. Cái đúa thấm thấm là nó khó. Quá bạn nó đúng. Hai. Bên nào là bố thằng bố nam thân đây cho chỉ cho ai á cho chị của chị á cho chị của anh nữa chị Thải nữa đấy á chị Thải nữa với anh Hiểu giống một bông à à nữa à dạ à con nó em 16-17 tuổi với mày hí dạ trời ơi có một mẹ lần đấy mà chưa được 20 tuổi nó mà gạt cái ơi mà gạt xa đang ở gia mà gia lại đi mua hàng đi chơi đi đôi chị là hình chị em năm sáu tháng cá luôn đi cực cái gì không có người chọn sao rồi đâu không muốn người con này sao hai chưa to lắm xíu mà sạch rồi nó ngon được mày rồi. Đã đi mệt đi thì cho bọn em đi vô đi ra vậy chứ
lần chạy như khi tôi sờ nên bác không nhỏ 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 đang bảo mất đây. Nó cố không bị học này. Một nha bông hông vậy là bông hương. Úi cho thằng lên đẹp vậy sờ trong thanh thanh ở trong hai bên dậy thằng ra mà lên lôi mấy cái dặn ra. Mày you
chú Cương mà nha. Thank you.
rồi. Nha mà anh ngoại. Được nên gia vắt ngồi rất khác ấy.